học trường tiểu học Trưng, học trường tiểu học Trưng Trưng Vương lớp 46. Đây là bài của mình, là bài thuyết trình để mình bắt đầu. Đúng thì kêu tiếng rồi nó sẽ nói đúng rồi. Và nếu như mình sai thì nó sẽ như thế này. Cái âm thanh và nói sai rồi. Đây là phép tính cuối. Cái đúng sẽ hiện lên queen. Và lên queen mình sẽ đứng đứng ngay chỗ này. Này. Và kết thúc. Trong này có ba nhân vật là nhân vật Queen, nhân vật Nobita và Doraemon. Doraemon thì có những khối lệnh để nói, còn Nobita khối lệnh để đi. Và để đi, xong rồi có cả phần bộ phần âm thanh. Âm thanh thì sẽ phát tiếng sai thì nó sẽ nói sai. Rồi. Đây là, không, khi bấm vào lá cờ xanh nó sẽ nói
nói bằng tiếng Anh là xin chào, mình tên là Doraemon, mèo máy Doraemon. Và nó sẽ nói mình chỉ có 5 phút để hoàn thành. Em còn thấy có nãy là cái bài á, em nói là cái thời gian không hoạt động sau khi giải hết mấy cái này, bây giờ tên nó sẽ nói tốt hơn. Con còn một cái lệnh là khi nhận được in nữa, đặt cái times là bằng không, tham có một con biến tham nữa là để làm gì đấy? Cái tham đó là để cho chỉnh hai, trước khi lúc nó xóa nó có bình chỉnh hai, bây giờ con làm lại là cũng chưa có. À rồi, thế là rất tiếp. Nó dành cho là con làm cho cái màn hai. Ừ, rồi ý tưởng của màn hai. Dạ, ý tưởng của hai màn hai chỉ có nhân thôi, không có cộng cái mắt mới. Con còn muốn giới thiệu phần nào của dự án con không? Dạ, còn có cái tin Queen, khi mình giải hết thì là chúng ta sẽ ở trên đỉnh Olympia và sẽ có một cái chữ Queen trên này, là xong rồi dừng lại tất cả. Đây là đó là nguyên bài thuyết trình của mình. Rồi, cảm ơn bạn anh Khoa. Rồi, thầy xin có lời nhận xét nhé. Bạn anh Khoa này, thì cái khung nền của bạn thầy thấy rất ấn tượng, khung nền của bạn khá sao chút về khung nền của bạn đấy. Em nhìn thấy đường đi và hơi uốn khúc một chút khi về, rồi bạn có show với em chút về cái cây thông rồi mặt trời đấy, là cái đồ họa của bạn rất là tương đối là tốt đẹp, và có cả người hình chú đúng không, rất đặc biệt đấy. Như vậy bạn có rất là sao chút cái khung nền ở đây. À, về nhân vật nuôi ta, bạn có đăng Hải Đăng có thích nhân vật của con ấy, thì con thể giải thích thêm ở cái phần cốt làm sao khi nuôi ta di chuyển giữa các bậc lại thay đổi được trang phục, cách làm của con. Xin mời anh Khoa giới thiệu phần lập trình nuôi ta di chuyển. Để phần lúc nuôi ta di chuyển thì là khi Doraemon nó nhận đúng một cái đúng, nó phát sẽ tăng vị trí lên một lượng. Còn nó đông ta thì khi ta vị trí lên một lượng thì đi lên một bước thì cho đến một bao giờ là thì sẽ phát tin Queen. Còn cái này khi mình Queen nó thì nó sẽ lên Queen, có thể nó sẽ phát ra âm nhạc mà âm nhạc thôi, đợi vài giây thôi là ngừng. À, vậy là thầy nhìn thấy cái chỗ con thay đổi trang phục rồi, như là ở với Nobita ấy ạ. Như vậy là con đặt nhà thay đổi trang phục đúng không? Khi mà di chuyển, sau đó khi về với bậc thì trở lại trang phục cũ. Dạ. Ừ. Đó là đấy, cái cách để con làm Nobita nhảy lên từng bậc. Ở đây thầy xin nhận xét một chỗ nữa, xin mời con về cho thầy nhân về thầy. Về thầy nhân vật Doraemon ạ. Bây giờ phần làm của con đặt thời dừng lại đã nhá. Doraemon thì con có một điểm làm mới á, đó là nói bằng tiếng Anh ạ. Không phải nói bình thường, tức là phát âm thanh luôn ạ. Thì ở đây thì thấy khác cho các bạn. Thì các bạn giới thiệu cách làm của con ạ. Nói cách làm này là con phải bấm vào trong cái này và thêm cái này là sẽ phát âm thanh. Rồi, hay điều chỉnh âm thanh ta nói giọng như thế nào. Và cái này chỉ có nói tiếng Anh không, không có nói tiếng Việt. Tiếng Anh với lại mấy cái nước khó hiểu khác. Rồi, cảm ơn con giới thiệu phần này cho các bạn, phần mở rộng đúng không? Chuyển text sang giọng nói. Các bạn có thể làm giống bạn anh Khoa. Hôm nay thầy thấy cái phần của con đã rất nhanh ấy, tức là con có ý tưởng của con nhưng mà chắc nó hơi một gặp lỗi cái phần trong trước, nhưng con chưa kịp sửa. Đó là biến thời gian.
Thầy thấy lúc đầu tưởng con không chạy được cơ, nhưng mà con đã nhanh nhanh tay và chắc là nhớ được kiến thức mà đã sửa cho thời gian nó chạy được rồi. Đấy. Và con căn cứ thời gian làm sao để cho nó phù hợp với bài nhé. Nếu mà câu vấn đề đây là chắc là 300 phút ạ. 65-30 đúng không? Tức là 30 giây. Đấy, thời gian phải là 300 giây là 5 phút. Đúng không? Rồi 5 phút. Đúng rồi. Và cái căn cứ thời gian đấy thì con đã cũng làm được rồi, tốt rồi. Còn cái biến thời gian time ý, đấy ý tưởng con là ở level 2 đúng không? Đúng. Level 2. Thì con cố gắng phát triển cái dự án này ở level 2 nhé. Mặt khác, con quay về dự án đi ạ. Cái này con về khai thác sau. Qua. Yeah. Rồi. Nhân vật đâu? Rồi. Nobita có thể, của con có thể đi lùi được không? Dạ không. Không, đi đi lùi đó là lại đi lùi là thua. Ừ. Và ở đây có biến làm sao khi trả lời thì thông báo sai thôi đúng không? Dạ, thông báo sai chắc con nghĩ con nên là cho nó đi lùi chứ nó kém dễ. Rồi, tôi cảm ơn con nhé. Thì phần dự án thuyết trình của con và sản phẩm của con, sản phẩm con cũng có lúc đầu từ từ chưa hoàn thiện cơ, nhưng thầy thấy thầy biến thời gian cũng có con chạy rồi. Thầy đánh giá sản phẩm con hoàn thiện nhé. Và có chút sáng tạo ở đây là ở phần nói thời gian. Ý tưởng thời gian thì con time số lần thì con nhớ hoàn thiện thêm. Trong quá trình nói của con thì bạn anh Khoa cố gắng rèn luyện nói của mình, đừng nói lắp nhé. Để được chưa? Cái phần nói của con, từ của con. Ừ. Rồi, cảm ơn con lần nữa. Con Thảo, mình cảm ơn tất cả mọi người vì đã lắng nghe bài thuyết trình của mình.